Hello mọi người, mọi người có nhận ra đứa nào đấy không? My đây, My. Rồi, ok. Siro chào mọi người nhá. Rồi, để cái hộp ra đây. Rồi, đợt này lâu lắm rồi mới quay Siro. Vừa rồi Siro thay lông, bây giờ Siro mới mọc đủ lông mới xinh. Hôm nay mới quay Siro, mọi người thấy Siro có xinh không? Siro nhìn màn hình kìa, khoan, nhìn màn hình để cho mọi người xem có xinh không. Ngồi xuống. Toàn quả chuối đây nha. Ôi giời ơi, đợt này cái khâu đồ ăn cho chó mệt mỏi quá. Vì sao? Vì cám nó hết hàng. Thực sự là cám hết hàng là mệt mỏi. Khâu đồ ăn nó cho ăn cơm gà rất mất thời gian, tính ra là thế thôi, nhưng mà tính ra là cơm gà là cho chúng nó ăn từ tính ra là từ Tết đến bây giờ là hơn 3 tháng đấy. Cơm gà thì thực ra như mình đã nói ấy, là cái cám ấy là nó rất là tiện khi mà cho ăn, vì là cái dinh dưỡng nó cân đối. Và không phải chuẩn bị gì cả, chỉ việc xúc ra là cho nó ăn thôi. Thế những cái người mà đã dùng cái cám một thời gian nó quen rồi thì mọi người sẽ thấy cái sự tiện lợi của nó. Còn bình thường khi mà quay về cho ăn thịt đảo lẫn với cơm thì là khi mà chuẩn bị thì nó mất thời gian. Còn nếu mà nói về cái hiệu quả trên người con chó khi mà cho ăn hạt hay là ăn cơm thì mọi người sẽ thấy là đợt này nó cái hạt của Đức nó hết đấy, mà mọi người chuyển sang cơm thì mọi người thấy là nó cũng về cái hiệu quả của ăn cơm thịt hay là ăn hạt thì nó cũng tương đương về cái cơ thể của con chó. Nhưng mà ăn thịt thì thường là cơ thể con chó nó sẽ béo hơn một chút, như siro lần này cũng béo hơn chút này. Còn về cái độ bóng của lông ấy thì nó như nhau thôi. Nếu mà mọi người cứ duy trì cái bột chimi này, cái lọ này đây, duy trì cái chimi này thì lúc nào lông nó bóng. Ăn đói cũng được. Đợt này là siro ăn là tính ra là cái lượng thịt cũng ít chứ không có nhiều. Tính ra đợt này là hạt hết thì cho ăn siro ăn gà là một ngày là tiêu chuẩn của siro ăn khoảng tầm ui giời, gì mà nước dãi nó này dính quá này. Ui giời, hết quần anh rồi. Làm gì nước dãi nó lại chảy gớm vậy? Nói tiếp là cái lượng gà đợt này mà cho siro ăn thì một ngày trung bình siro cũng chỉ ăn khoảng tầm 2 lạng. Lần này cho ăn ít để giảm cái béo, giảm cái cân nặng của siro, nhưng mà 2 lạng nó vẫn béo, nó vẫn béo. Thực ra nó béo cũng là người nó cũng gọi không gọi là béo mà gọi là đầy đặn từ lúc trước rồi. Sau cái đàn cho con năm ngoái thì là lúc đấy là siro bắt đầu cho siro nghỉ, là siro bắt đầu siro phát tướng. Lúc đấy sau đàn cho con là nó hơi gầy một tí, nhưng mà sau đấy là bắt đầu tách con ra cái là nó bắt đầu nó bụ bụ bẫm. Như thế này đi để mọi người được nhìn ngắm siro chứ không có chăm chú vào quả chuối quá. Đợt này chuối bụ bẫm luôn, chuối bên trái chuối sạch chầm chầm. Người thấy siro xinh gái không? Yumi nữa này. Thế thôi, nhưng mà Yumi này này, Mi ngồi xích vào đây. Siro xích ra cho Yumi ngồi cùng đấy. Mi ngồi vào đây. Siro ngồi nhá. Mi xích vào đây. Nhìn Siro này thôi, nhìn Yumi này thôi nhưng mà bô lão ở đấy. Tính tuổi là lên lão mấy năm rồi đấy. Yumi này là nuôi từ cuối 2013, cuối 2013 đầu 2014, cuối 2013 đúng rồi, cuối 2013 thì đến bây giờ là Yumi là được bao nhiêu rồi, bây giờ 2024, giữa 2024, tức là
là thế thôi, nhưng mà hưởng tính ra đến bây giờ là 11 cái gọi là 11 cái thanh xuân rồi đấy. Thôi cái đầu đấy là tính tuổi người thôi, chứ nếu tính tuổi chó thì coi như là cũng phải cỡ độ khoảng tầm 70. Một tuổi người tính ra tương đương với này, một tuổi chó là cứ tính trung bình ra các giống thì nó tương đương với khoảng 7 tuổi người, nhưng thực ra với các giống chó nhỏ nó sống thọ hơn, nó sống thọ hơn thì một tuổi chó chắc nó bằng khoảng tầm 4 tuổi người, 5 tuổi cứ tầm đấy, khoảng tầm Yumi bây giờ nếu mà tính tương so ra tương đương với người thì Yumi bây giờ là khoảng tầm cỡ độ khoảng tầm U50, U60. Siro thì cũng trẻ lắm. Siro vừa mới dậy thì xong nhỉ, vừa mới dậy thì xong, tính ra là bây giờ cũng thêm khoảng 4 tuổi rồi đấy Siro. Mới dậy thì xong chứ còn nó này như là con chó con. Xin chào à, đi nhìn kia, nhìn lần trước vẫn còn chuối, vẫn còn đây này, còn quả cuối cùng này, để đến tí nữa. Xin chào kia, thơm quá Siro, thơm quá, thơm phức đi, thơm phức luôn đi, quá thơm luôn. Rồi mình sẽ vào đây, xích vào đây. Ôi giời, đợt này là nói phải nói chính xác là về cái đồ ăn, khi mà nó có cái những cái trục trặc về cái cám là nó phát sinh rất nhiều thứ, rất mất thời gian. Cái cám này thì đợt này nó phát sinh nó hết lâu, là nó vì nó có hai cái tình huống như thế này. Một đây là trước Tết, lẽ ra cái cám này nó về từ trước Tết cơ, tức là đến bây giờ nó chậm, phải coi như là nó chậm 4 tháng rồi so với lịch dự kiến ban đầu. Trước Tết ấy, thì nó phát sinh ở bên Đức là nó biểu tình ở đình công rồi này kia, thế thì và thiếu nguyên liệu không có để nó xuất cho thị trường châu Á, người ta ưu tiên xuất thị trường châu Âu trước. Thế đến sau đấy thì đến khi có nguyên liệu rồi thì di chuyển, cám di chuyển thì nó lại bị phát sinh ở cái vấn đề Trung Đông, nó có xung đột ở Trung Đông thì cái quãng đường di chuyển nó lâu, thành ra thực sự mà nói cũng không biết lúc nào, cũng có nhiều người hỏi mình lắm mà lúc nào có cám, nhưng mà khi bên dịch vụ, người ta làm dịch vụ nhập khẩu ấy thì người ta cứ báo nhưng mà nó khất lần. Tóm lại là cái lịch mà người ta báo nó thay đổi liên tục, thì ra là chẳng biết lúc nào có, thì cứ xác định là do ăn cơm gà dài dài, cứ xác định là cho ăn cơm gà dài dài. Hôm nay là có nhiều người nhắc đến Siro quá, ngày hôm qua mấy ngày hôm nay là cũng đã định quay video Siro từ mấy hôm trước rồi đấy, chứ không phải không đâu, mà việc nọ việc kia. Thế rồi đồng thời là mấy người hỏi Siro, mấy người chứ không phải một người, thì hôm nay thì quay Siro hôm nay là cũng bận đấy, chứ không bây giờ là chuẩn bị là lại phải sang bên trang trại để cho bọn ở bên trang trại nó ăn buổi chiều và dọn dẹp. Hôm nay là đi muộn hơn một tí để quay Siro một lúc, vì là muốn quay để cho mọi người nhìn cho nó rõ nét đây. Đây, Siro cho gần vào nhé. Thật là gần, thật là xinh. Đó, cho mọi người nhìn Siro nó xinh gái thì nó rõ nét. Thì phải quay ban ngày, chứ quay buổi tối thì mọi người nhìn nó không rõ. Nên là buổi tối thì quay được đấy, nhưng mà lại không muốn quay. Quay ban ngày để mọi người ngắm Siro tí. Nhìn. Này ăn mấy quả chuối mà chảy rãi rãi là nước hết cả quần anh rồi. Người thấy Siro xinh không? Sợ. Quá xinh luôn. Xinh tuyệt vời. Mới rảnh tay mới tắm được cho người thơm phức, đêm hôm nay cũng thơm phức. Đứng mũi luôn.
Bây giờ đứa nào xinh nhất nhỉ? À. Đứa nào xinh nhất nhà anh nhỉ? Siêu nhỉ? Quá xinh. Ok. Đó, tiếp qua cái video này thì cũng nói về cái cám để cho mọi người nắm được tình hình nhá. Là cái cám hạt đấy, không biết lúc nào là sẽ mới có. Còn mọi người mà cần những cái sản phẩm bổ sung như là bột chibi hay là canxi nano hay là thải độc gan liver detox hay là cho mẹ muốn tăng sữa semil thì những cái sản phẩm đấy thì lúc nào cũng có. Còn cái cám thì đợt này đang hết, không biết lúc nào có cả. Thì lúc nào có thì mình sẽ chủ động, mình sẽ báo để cho mọi người biết. Chứ cứ xác định là như bản thân mình là mình chăm mấy chục con cho ăn nó mất thời gian lắm, cơm gà mất thời gian lắm, nhưng mà cứ xác định là cứ cho ăn như thế đến quý nào. Vì cái lịch của cám thì không biết đến lúc nào nó mới có. Ok, quay hôm nay cho ngắm siro thế thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. À còn cho con thì hiện tại bây giờ là vẫn còn 3 con cái đang tìm chủ. Mấy con kia thì nó có chủ rồi. Còn 3 con cái tìm chủ thì mọi người mà quan tâm đến cho con thì mọi người xem cái video mà quay gần đây nhất cách đây 1 tuần đấy. Còn không có gì thay đổi thì 2 ngày nữa mình sẽ lại quay video của cũng con tiếp. Vì 2 ngày nữa là sẽ cho một con đi vào với chủ vào thành phố Hồ Chí Minh, thì sẽ tiện sẽ quay mấy con còn lại và quay cả cái con đấy và quay mấy con còn lại để cho mọi người ngắm. Ok, xin chào mọi người đi, nhìn video, nhìn màn hình, chào mọi người, nào nhìn thẳng màn hình, ok, Siro xin chào, cũng phải nhìn, lúc anh nói phải nhìn, được rồi. Anh nhìn thẳng vào màn hình để chào khán giả nào. Chào khán giả yêu quý Siro đấy, nhìn thẳng vào màn hình rồi và anh bắt đầu nói này. Nhìn thẳng màn hình nào, màn hình đâu kia mà nhìn thẳng màn hình Siro, màn hình đâu rồi nào, cô muốn chào khán giả không thì phải nhìn thẳng vào màn hình để chào khán giả. Ok, Siro nhìn thẳng màn hình nào. Siro cũng muốn chào khán giả, nhìn thẳng màn hình để chào khán giả nào. Còn muốn lên quay video tiếp hả? Ừ. Ôi, video 10 phút rồi. Chào mọi người, tôi nhìn vào màn hình để chào nào. Này, nhìn vào màn hình, nhìn thẳng màn hình đi Siro, nhìn thẳng màn hình. Màn hình đâu? Đây mà. Nhìn đây, nhìn thẳng đấy. Chào khán giả, phải nhìn khán giả chào. Nào, Siro, nhìn thẳng vào màn hình nào. Màn hình đâu? Màn hình cơ mà. Đây mà. Không xuống. Chưa được, lên quay lại. Chuồn rồi. Quyết không chào mọi người. Không muốn chia tay. Siro không muốn chia tay thôi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé. Tôi Siro lên đây một tí. Hãy thế. Đây đây. Chào đàn hoa. Ok, Siro xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Rồi, thể hiện cái xinh xắn xem nào. Đâu, Siro xinh đâu, xinh thế nào. Nhìn thẳng vào màn hình để xem xinh như thế nào. Ngồi trên đùi cũng được. Quan trọng là phải nhìn xem xinh như thế nào. Thể hiện cái sự xinh đẹp ra xem nào. Nào, thể hiện cái sự xinh đẹp xem nào. Sự xinh đẹp của Siro đó. Siro quá xinh luôn. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.
Nào, một cái ảnh nào. Ok. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.